Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ sáu ngày 16 tháng 9. Sáng nay đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại huyện Long Hồ. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Trần Thanh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo huyện Long Hồ. Báo cáo của huyện Long Hồ cho biết, thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới. Thời gian qua, các ban ngành đoàn thể huyện, xã đã tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động, tạo sự đồng thuận cao. Các tổ chức cá nhân, cơ quan doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tích cực tham gia thực hiện. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của huyện trong thực hiện cuộc vận động là trên thị trường còn nhiều mặt hàng giả, hàng giá rẻ kém chất lượng, hàng nhái tồn tại. Công tác bảo trì, bảo hành ở một số mặt hàng Việt chưa được tổ chức chặt chẽ, từ đó làm hạn chế sức cạnh tranh của hàng Việt trên thị trường. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra quan tâm tìm hiểu công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động của Ban chỉ đạo huyện, việc quảng bá các sản phẩm OCOP và tình hình mua sắm tài sản công và công tác đưa hàng Việt về nông thôn trên địa bàn. Sáng nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp với huyện ủy Bình Tân tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh Vĩnh Long tháng 9 năm 2022. Đồng chí Lê Minh Đức, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin một số kết quả về tình hình kinh tế xã hội, xây dựng đảng, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Bình Tân trong thời gian gần đây, một số nội dung liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các đại biểu được nghe Ban tuyên giáo tỉnh ủy thông tin về tình hình Trung Quốc và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian gần đây, dự báo tình hình Trung Quốc và định hướng quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian tới, những kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian gần đây và nhiệm vụ trong thời gian tới. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy định hướng những vấn đề trọng tâm trong tuyên truyền trong tháng 10 năm 2022. Sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức thẩm tra các tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung xem xét thảo luận một số tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực đầu tư công, tài nguyên môi trường, tài chính ngân sách. Các thành viên Ban Kinh tế Ngân sách cho rằng, nội dung bố cục các tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh được ban hành đúng theo quy định, sát với tình hình thực tế tại địa phương và cơ bản thống nhất với các tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sẽ trình tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới để Hội đồng Nhân dân xem xét ban hành nghị quyết triển khai thực hiện. Nhân tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 ở dưới chủ đề chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, Hội người cao tuổi tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức thăm tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 100 phần quà mỗi phần trị giá 500.000 đồng do Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam được tặng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Nhân tháng hành động vì người cao tuổi năm nay, ngoài việc thăm hỏi tặng quà, Hội người cao tuổi tỉnh Vĩnh Long còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi, đồng thời tổ chức hội thi tiếng hát người cao tuổi với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, góp phần giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tăng tuổi thọ. Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Bình Tân phối hợp với Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố Cần Thơ tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2022. Với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, đợt hiến máu thu hút hơn 180 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn đăng ký tham gia. Kết quả, qua khám sàng lọc đã tiếp nhận được 150 đơn vị máu, đạt 100% kế hoạch đề ra. Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Bình Tân đã phối hợp tổ chức hai đợt hiến máu tình nguyện với số lượng tiếp nhận gần 300 đơn vị máu. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần mang lại nguồn máu khỏe cho ngành y tế để kịp thời điều trị cho bệnh nhân có nhu cầu truyền máu. Tại huyện Trà Ôn, theo Trung tâm Y tế huyện, tính từ đầu năm đến ngày 14 tháng 9, toàn huyện ghi nhận 221 ca sốt xuất huyết, 97 ổ dịch sốt xuất huyết. Ngành y tế huyện cho biết bệnh sốt xuất huyết sẽ còn tiếp tục gia tăng do vào cao điểm mùa mưa và chu kỳ của bệnh sốt xuất huyết quay trở lại dẫn đến số ca nặng cao hơn. Để kiểm soát tốt dịch bệnh, bên cạnh chủ động giám sát các ổ dịch ở địa phương chặt chẽ để phát hiện ổ dịch xử lý ngay, không để lây lan, ngành còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, đảm bảo không có muỗi, không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch ứng phó với mưa lũ triều cường năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để bảo vệ sản xuất và dân sinh. Theo đó, kế hoạch xây dựng hai kịch bản lũ triều cường xảy ra trên địa bàn tỉnh. Kịch bản 1 là trường hợp lũ nhỏ triều cường ở mức thấp đến sắp xỉ báo động 3. Kịch bản thứ hai là trường hợp lũ lớn triều cường vượt báo động 3 với mực nước tương đương đỉnh triều lịch sử năm 2019, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ngập lụt là cấp 2. Nếu lũ triều cường rơi vào kịch bản 2, tỉnh Vĩnh Long sẽ có 66 vùng kém an toàn với diện tích khoảng 22.570 ha. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tham mưu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kế hoạch tập trung toàn bộ các nguồn lực, các đoàn thể tuyên truyền vận động người dân ra sức phòng chống lũ triều cường có hiệu quả. Tất cả các ngành, các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ và nguyên tắc chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, trên địa bàn tỉnh, thời gian xuất hiện mực nước trên báo động 3 bắt đầu từ tháng 9, cao điểm vào tháng 10, tháng 11. Mực nước cao nhất năm tại Mỹ Thuận có thể đạt khoảng 2,1m, tại Cần Thơ đạt khoảng 2,2m. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ người có thu nhập thấp, có điều kiện xây nhà, ổn định cuộc sống, an tâm công tác, năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100 về cho vay nhà ở xã hội. Những năm qua, trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng, nguồn vốn từ chương trình đã thực sự phát huy hiệu quả trong việc góp phần giúp người có thu nhập thấp an cư, lạc nghiệp. Với số vốn tích lũy qua nhiều năm và với thu nhập hiện tại, thì vợ chồng anh Nguyễn Văn Tới ở xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ dự kiến phải mất nhiều năm nữa mới có thể xây được một căn nhà tươm tất. Thông qua chương trình cho vay nhà ở xã hội, gia đình anh được Ngân hàng Chính sách Xã hội địa phương hướng dẫn làm thủ tục vay vốn hỗ trợ xây nhà. Nhờ vậy, căn nhà của anh đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Nếu mà không có chương trình này hỗ trợ vốn vay, thì chắc có lẽ là gia đình của tôi thì chắc là còn rất là lâu nữa thì mới có đủ cái điều kiện để mà xây căn nhà để ở theo cái nhu cầu cũng như là theo cái ước mơ của mình. Thuận lợi cho người có thu nhập thấp vay nhà ở xã hội là chương trình có thời hạn dài kéo dài tối thiểu 15 năm và tối đa 25 năm với lãi suất 5% một năm. Điều này giúp người vay giảm bớt áp lực, có thể cân bằng chi tiêu và hoàn trả vốn vay theo lộ trình hàng tháng, hàng quý. Đối với cái thời hạn mà cho vay tới 20 năm mới hoàn trả đó thì nó tạo điều kiện rất thuận lợi cho gia đình chúng tôi. Thứ nhất là sẽ có một cái phương án để mình sử dụng cái số tiền hàng tháng, tiền lương của mình để mình lên kế hoạch sinh hoạt phí, cũng như là mình sẽ có một cái phương án mình trả nợ trong lâu dài, thì cũng tạo sự an tâm cho gia đình chúng tôi trong công việc. Chương trình nhà ở xã hội thì là một chương trình thiết thực, nó góp phần giải quyết các vấn đề về nhà ở và đồng thời là góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương. Chương trình cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hiện có dư nợ trên 28 tỷ đồng với 80 hộ vay. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người có thu nhập thấp có điều kiện sống xây nhà, ổn định cuộc sống, an tâm công tác. Đây cũng là một trong những chương trình nằm trong Nghị quyết số 11 năm 2022 của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đang được Chính phủ giao nhiệm vụ Ngân hàng Chính sách Xã hội tập trung triển khai trong giai đoạn hiện nay.